Ta-da, nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tiếp một số bìa Nhật tặng kèm theo các tạp chí nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng khám phá bìa của bò Hancock nha các bạn. Đây, rất là xịn sò. Các bìa này đều được tính kèm trong các tạp chí của các số Sanum nha các bạn. Đây là bìa của A nè. Các bìa này đều được căng bóng luôn, khá xịn sò nha. Chúng ta về kẹp chung vào các nguyên chuyện thì hết sảy luôn các bạn. À, bìa của A nè, đây là các bìa hiếm nha các bạn. Và bìa tiếp theo chúng ta cùng khám phá là bìa Roro. Và mình trong video trước thì mình đã có những bìa khác rồi, hiện tại mình có tầm khoảng 20 đến 30 bìa đó. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số quà tặng đến từ các tạp chí của Nhật nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.